Đó. Đây là cái phần mà các bạn đang nói về audit risk đúng không ạ? Thì các cái vấn đề mà có thể xảy ra, đầu tiên là nó có thể ảnh hưởng đến một cái số dư cụ thể, có thể bị over hoặc là understate, được chưa ạ? Thứ hai là những cái tình huống mà có thể có thuyết minh nhưng mà thuyết minh có thể không đầy đủ, không chính xác hoặc là không có thuyết minh. Thì những cái trường hợp thuyết minh liên quan đến những trường hợp như là contingent liability hay là dự phòng đúng không ạ, hay là các cái khoản sự kiện, các cái sự kiện sau kỳ có thể xảy ra. Thứ ba là nó có thể là các cái uncertainty relating to the going concern. Thì cái này các bạn sẽ nhìn thấy là như hôm trước ấy, cái phần mà overdraft facility đúng không ạ? Thì nếu các bạn định viết cái này, các bạn phải viết theo hướng khác. Mọi người sẽ thấy là khi chúng ta có một cái bài tập là khách hàng có thể nhá bị không thể đảm bảo được các cam kết đúng không ạ? Do not meet the loan covenant and the bank có thể force the loan, nghĩa là họ có thể thu tiền lại đúng không ạ? Thì các bạn có thể nghĩ đến hai tình huống. Tình huống thứ nhất đấy là ok, nếu mà họ nhìn thấy cái rủi ro này thì báo cáo tài chính của mình sẽ có xu hướng bị manipulate, được chưa ạ? Cái tình huống thứ hai, nếu các bạn muốn viết đến going concern ấy, thì các bạn phải phải nói được cái impact của nó đến tình huống đấy. Cái impact của nó ở đây là gì? Đấy là nếu như trong trường hợp công ty đang khó khăn, đang đang thiếu tiền đúng không ạ, mà lại bị rút khoản vay nữa, thì công ty này có thể không hoạt động liên tục được. Nhưng như khi chị đọc ấy, thì các bạn chỉ nói mỗi một cái đấy là họ không meet được các requirement của loan covenant, cho nên dẫn đến là công ty có thể bị going concern. Thì như thế là chị có comment là các bạn bị vội quá, các bạn bị còn bị nghĩa là đưa ra cái kết luận ấy nó nhanh quá đấy ạ. Thì các bạn lưu ý một tí cái chỗ này đấy ạ. Ngoài ra thì còn có một cái tình huống mà chúng ta chưa gặp trong mấy bài chúng ta làm, thì ở đây người ta cũng nói các bạn cũng phải lưu ý đấy ạ, là cái tình huống là loss of client accounting information. Những tình huống nào thì người ta có cái rủi ro này, đấy là cái tình huống mà người ta thay đổi ở hệ thống ấy ạ. Hôm trước mình cũng đã có một cái bài như thế rồi, bài 73 phải đúng không, mình chữa bài có một bạn đã làm bài này rồi. Thì mọi người có nói đến cái chuyện đấy là khi tôi thay đổi hệ thống ấy ạ, thì có thể bị mất thông tin đấy. Thế thì ở đây ấy, cái bài này tại sao cái trang 113 này chị muốn khuyên các bạn là các bạn in riêng cái phần này ra, các bạn đọc, các bạn nhớ rằng khi mà chúng mình đang ôn thi thì chúng mình học hết một lượt đúng không, nhưng mà trước khi thi ít nhất một tuần mình cũng phải quay lại mình revision, không được một tuần thì cũng phải được 4 5 ngày các bạn phải revision. Lúc mà revision các bạn revision cái gì cho chị ạ? Các bạn ơi, các bạn đừng làm bài, lúc đấy các bạn đừng làm bài, làm bài lúc đấy ai chữa cho các bạn nữa đâu. Và lúc đấy các bạn làm bài thì các bạn cũng chỉ biết là mình ngồi mình viết cho nó yên tâm vậy thôi. Thì các bạn phải đọc những cái bài như thế này, là những bài skill đây ạ, đây là những cái bài skill activities. Thì các bạn phải đọc cái phần này để các bạn biết được cái dạng bài đấy, người ta đã tổng hợp tất cả những cái phần của cái dạng bài đấy rồi, được chưa ạ? Ngoài ra mình có nhìn thấy là new audit client cũng là cái rủi ro mình gặp rồi, loss of key client personnel mình cũng gặp rồi, loss of finance director nhớ không, time pressure on the audit, ví dụ người ta yêu cầu ra báo cáo sớm chẳng hạn đấy ạ. Thì đây là những cái chúng ta nhìn thấy là risk đúng không ạ, và chúng ta người ta đã nói luôn hộ các bạn ở đây là 1 2 3 4 5 6 7, người ta đã nói luôn ra 7 audit risk rồi. Vấn đề của các bạn là lắp 7 cái audit risk này, các bạn đúng như chơi trò lắp ghép đúng không, lắp nó vào cái rủi ro mà các bạn đọc được trong đề bài thôi, ok chưa ạ? Như vậy bây giờ các bạn sẽ rất nhanh là các bạn đọc bất kỳ một cái đề bài nào trong các bài các bạn làm, các bạn lắp nó vào như cái này, và các bạn nó, các cái keyword ở đây người ta có rồi, các bạn học cái cách viết đúng ở đây. Thế nên là các bạn phải hứa với chị là các bạn được 1 điểm audit risk rồi, được chưa ạ? Cái phần nó như thế đáng nhẽ là dễ hơn, chúng ta rất hay mất nửa điểm là point out the problem, point out the audit risk. Thế cho nên là các bạn dùng cái bài này, các bạn sẽ giúp chị là được nguyên full mark của cái 1 điểm đấy. Nếu mà nói một cách AQ á,
thì chỉ cần các bạn full mark được một cái điểm ở Audirex thôi là đương nhiên các bạn được 50% rồi, bởi vì một ý được 2 điểm, các bạn viết đúng một điểm Audirex, kể cả response các bạn có không biết được tí gì thì các bạn cũng đã được nửa điểm, nửa một nửa số điểm rồi đúng không, là đủ đỗ rồi đúng không. Mà chẳng nhẽ audit response các bạn không viết được tí nào. Nào, sang phần audit response mọi người sẽ nhìn thấy làm đây ạ, ví dụ như thế này nhá. Đây ạ, người ta đưa ra một cái tình huống như này, được chưa? Ví dụ như này, cái đoạn này: During the year, the company has spent 2.2 million on developing several new products. Some of these are the early stage development, while others are nearly completion. The finance director has confirmed that all projects are likely to be successful, and so he's intending to capitalize the full 2.2 million. Người ta bỏ ra 2,2 triệu đô để phát triển một số sản phẩm mới. Một số thì còn đang ở giai đoạn sơ khai, nhưng mà một số thì đã gần xong rồi. Và finance director confirm là tất cả những cái dự án này, tất cả những cái sản phẩm này thì đều successful và sẽ vốn hóa toàn bộ 2,2 triệu này. Vậy ở đây có một cái rủi ro là gì ạ? Cái số dư mà bị ảnh hưởng ở đây là intangible asset, đúng không? Các bạn nói câu đầu tiên là gì ạ? Đấy ạ. 2.4 million is capitalized based on the estimate, đúng không? Estimation by the finance director that all the projects are likely to be successful. Đấy là câu 1. Các bạn chép lại đề bài, không nghĩ gì. Câu 2, các bạn nhìn thấy là risk that intangible asset and profit may be overstated if IAS 38 criteria not met. Đúng không ạ? Chúng ta có 6 điều kiện để ghi nhận tài sản cố định vô hình được capitalize thành tài sản. Cái rủi ro ở đây là intangible asset và profit có thể bị overstated. Các bạn thấy người ta biết gọn gàng không ạ? Rồi ạ, bây giờ với cái câu như thế thì người ta nghĩ tiếp cho các bạn là các bạn cần phải làm gì ạ? Đây ạ, các bạn nhìn audit risk nhé. Audit response này. An analysis show development cost in relation. À đấy, người ta mới nhìn thấy rằng là khi mà nói đến năm vừa rồi, nói đến năm vừa rồi có những cái tài sản đã được capitalized thì phải phân tích xem có bao nhiêu tài sản được capitalize, đúng không ạ? Phân tích bằng cách nào ạ? Lấy cái số dư của tất cả các tài sản đấy, sổ tài sản ấy, cái số dư chi tiết của việc capitalize vào từng tài sản ấy, được chưa ạ? Và cái mà chị vẫn nói với các bạn là khi mà mình nói đến response là mình phải nói làm cái gì, các bạn đừng nói đến kiểm tra chi tiết mà phải nói là làm cái gì thêm ngoài kiểm tra chi tiết, đúng không ạ? Ở đây mình thấy là ở đây thì mình chắc chắn mình sẽ phải xem cái breakdown cost, nghĩa là cái chi phí chi tiết. Đây ạ, testing should be carried out to ensure the technical and commercial feasibility of each product. Bởi vì các bạn biết là IAS 38 học ở môn 7 biết rồi, chúng ta có 6 điều kiện để thỏa mãn mới được capitalize. Như vậy khi tôi kiểm tra chi tiết, tôi không phải kiểm tra chi tiết chứng từ mà tôi kiểm tra cái tính phù hợp đạt được 6 cái tiêu chí đấy hay không. Được không ạ? Đấy ạ, thì các bạn có thể đọc cái suggested solution ở đây. Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn là audit answer thôi. Các bạn chỉ nhìn thấy một điều ở đây, đấy là người ta nói, người ta dùng những cái từ, ví dụ như là analysis, thì cái chữ analysis ở đây, người ta hiểu rằng là phân tích ở đây là phân tích cái chi phí chi tiết. Đúng không? Cái breakdown cost. Đúng không ạ? Các bạn có thể viết là breakdown cost không sao cả nhé. Nhưng mà mình học cái keyword của họ để chúng ta viết, để tránh cái trường hợp chị không biết chữa thế nào mà chị phải nói với các bạn là để cho chị viết lại câu này nhé. Thì khi mà chị viết lại tất nhiên nó thành văn của chị nữa rồi, đúng không? Vậy đi thi các bạn cũng không biết được câu đấy, đúng không ạ? Nên là cái vấn đề của chúng ta ở đây là các bạn đọc nhiều answer, nhưng các bạn phải đọc theo cái cách học chứ không phải là đọc cho nó vui đâu, đúng không ạ? Thì đây là một trong những cái response ấy, thì nó sẽ khó hơn. Và chị kỳ vọng nhất là cứ phải viết hai câu thì các bạn sẽ viết được một câu. Như vậy các bạn đã được một nửa số điểm của phần audit response là 2,5 điểm trên 5 rồi. Thì cộng với 5 điểm audit risk các bạn đã được 7,5 điểm rồi. Thế đã là tốt lắm rồi. Còn trường hợp mà các bạn viết tốt hơn nữa, các bạn được 8 điểm, các bạn thêm một số định chỗ nữa, thì như thế là đúng cái kỳ vọng của chúng ta, đúng không ạ? Chị sẽ không thể có thời gian để dừng lại cái phần này quá lâu, ở phần audit risk này quá lâu. Mà chị nói với các bạn rằng cái việc này, các bạn ơi, ngày hôm nay đã là ngày 6 tháng 5 rồi, các bạn sẽ chỉ còn có hơn 3 tuần nữa, 4 tuần nữa để học thôi. Vì thế nên là
từ hôm nay thì chị nghĩ rằng mỗi một ngày các bạn cần phải có plan cho cái việc này. Nếu mà mọi người cần nhá, thì từ tuần tới chị sẽ set up cho mọi người cái study plan. Nên thật sự ấy, thì cái việc mà set up nó không khó đâu, mà cái khó là các bạn có commit được với cái plan đấy không. Ví dụ như là hôm nào các bạn làm một bài hay là hai bài, các bạn không cần viết ra đâu ạ. Chị nói là làm ấy là không phải để viết đâu, mà là các bạn chỉ cần viết một bài gửi cho chị cũng được. Nhưng mà các bạn, chị không cần các bạn viết 3-4 bài đâu nhá, mà chị cần các bạn là đọc xong các bạn point out ra cái answer của các bạn, các bạn gạch đầu dòng ra ấy. Sau đấy các bạn lắp các cái keyword đấy vào, được chưa? Hoặc là các bạn audio answer cũng được, theo cái cách mà chị đã dạy các bạn audio answer đấy ạ. Cái thứ, bởi vì bây giờ chị phát hiện ra là nếu như mọi người viết mà mọi người trong tình cảnh người chưa đủ kiến thức ấy, thì cuối cùng mọi người viết cũng không thể tròn trịa được. Thế nên thà chị dành thời gian chị dạy cho các bạn tiếp theo để các bạn có thể hiểu thêm về cái phần tiếp theo thì nó sẽ dễ hơn, được chưa? Rồi ạ. Cho chị hỏi một tí, cho chị dừng lại chị hỏi một tí là khi mọi người làm cái bài auditor audit risk and auditor response này ạ, cái khó của các bạn là gì ạ? Cái băn khoăn của các bạn là gì ạ? Các bạn gặp khó ở đâu ạ? Mọi người có thể nói với chị cái khó khăn của các bạn khi các bạn làm cái phần này không ạ? Hoặc là chat cũng được ạ. Nếu mọi người lại nói, mọi người có thể chat được ạ. Thật ra cái này em chỉ cần học F3 thôi, đâu còn học F7 đâu. Nhưng mà nếu mà như thế thì chị thấy nếu mà kiến thức kế toán chưa vững ấy, thì việc đi thi kiểm toán là rất nguy hiểm, chị nói thật. Bởi vì là nếu mà em nói sai cái tác động ấy, là thứ nhất là em mất điểm, nhưng cái thứ hai là chắc chắn là người ta sẽ có xu hướng cho em học lại để em có cơ hội học thêm nữa môn kế toán. Nên là chị nghĩ là việc đầu tiên là phải, bởi vì F7 thì nó hơi dài, nhưng mà nếu mà em đã quên khá nhiều rồi thì chị nghĩ là em cần học lại một năm nào F3. Đúng, Cường bị sai, nghĩa là em bị Cường là bị, không phải là không biết xây dựng response, mà em bị đi thẳng vào các cái audit procedures của substantive test, nghĩa là kiểm tra chi tiết. Thế nên cái mà vừa xong cái bài vừa xong ở trong textbook ấy, là như Cường là chắc chắn là phải đọc thật kỹ. Phương chỉ có nói đến việc là Phương diễn đạt chưa tốt, nên là cái thực ra Phương cũng hơi gọi là hơi khó để improve ngay lập tức. Nhưng mà chị nghĩ là em có thể improve bằng cách em audit answer thật nhiều, nghĩa là em đọc nhiều các cái câu trả lời, em không cần tự viết ra nhiều ấy. Tại vì Phương ấy là bài của em có ý và đúng ý, nhưng mà diễn đạt lại không tốt. Đấy. Thế nên là nếu mà đã đúng ý rồi mà học diễn đạt thôi thì em học cách viết của examiner. Đấy. Còn nếu mà, tại vì khác với cả bạn Cường nhá, là bạn Cường lại bị là không có ý để diễn đạt ra thế cơ. Đấy. Còn như Phương thì lại là em có ý rồi nhưng không diễn đạt được. Thì em phải audit answer. Còn Cường thì phải chắc chắn là phải học lại kiến thức để em có thể biết được là ngoài cái kiểm tra chi tiết đấy thì em cần phải làm những cái gì khác. Nghĩa là Cường bị đi thẳng vào cái kiểm tra chi tiết. Ví dụ như là em chỉ nghĩ mỗi đến việc là kiểm tra thôi, chứ các cái thủ tục xung quanh em lại không diễn đạt được. Thế là thực ra chị đang rất là lo vì mỗi bạn có một cái khó riêng, đúng không ạ? Mà cái bài này thì nó lại không, thật ra nó không phải là quá nhiều tình huống đâu. Cái bài này nó cũng chỉ quay đi quay lại, các bạn làm khoảng độ 3-4 bài các bạn sẽ phát hiện ra là quay đi quay lại nó chỉ có từng đấy thôi. Thì tại sao mà chị găm đến hôm nay chị mới bảo mọi người đọc cái phần ở trong study text, là bởi vì cái bài đấy nó có cái giá trị là nó cho các bạn hết tất cả các phần audit risk đấy. Nhưng mà thật sự thì các bạn cần hai cái. Một là các bạn cần có basic kế toán. Không có kế toán, không làm được kiểm toán, đúng không? Cái thứ hai là các bạn cần phải
có cái hình dung ra là ngoài thủ tục kiểm tra chi tiết thì cần phải làm những cái gì. Ví dụ như là Cường, nếu như bài vừa xong người ta nói đến intangible asset thì em chỉ nghĩ đến chuyện là em kiểm tra chi tiết cái intangible asset đấy thôi, nhưng như không đúng, mà em phải kiểm tra là cái bút toán ghi nhận capitalization đấy nó có thỏa mãn 6 điều kiện của S37 hay không, à, S38 hay không, và bằng cách là em phải obtain breakdown, ví dụ như là cái sổ chi tiết ấy ạ, của cái tài sản cố định vô hình đó, sau đó em kiểm tra xem là mỗi một giao dịch đấy nó có thỏa mãn cái điều kiện ghi nhận của IS38 hay không. Rồi, hôm nay mình sẽ sang một cái phần tiếp theo. Đấy là audit planning and documentation. Thật ra trong cái phần vừa rồi là mình đã đang ở trong phần planning rồi. Tuy nhiên thì ở đây mình sẽ nhìn thấy là người ta nói đến cái việc là có một cái câu hỏi. Đấy là nếu mà một cuộc kiểm toán mà không được lập kế hoạch thì sao? Nếu một cuộc kiểm toán mà không được lập kế hoạch thì nó sẽ diễn ra như thế nào? Thì các bạn sẽ hiểu một điều, đấy là trong cái giai đoạn planning ấy, thì mục đích của giai đoạn planning có rất là nhiều những cái mục đích khi mà làm planning. Mục đích thứ nhất là để đấy ạ, các bạn vừa mới làm xong, là để xem là rủi ro nó nằm ở đâu. Rủi ro nó nằm ở đâu thì tôi sẽ gì ạ, recommend các cái response tương ứng các bạn vừa mới làm, đúng không? Sau khi kết quả của cái việc này ạ, cộng với cả các cái thủ tục kiểm tra chi tiết thì các bạn sẽ ra được một cái thứ gọi là audit program, như là chương trình kiểm toán. Chúng ta nói với nhau rằng là tôi đi làm kiểm toán là risk based audit. Đây ạ, risk based audit có nghĩa là tôi đã phải assess cái audit risk, sau đấy tôi đưa ra những cái thủ tục để giảm thiểu cái rủi ro đấy, cộng với cả các thủ tục kiểm tra chi tiết thì tôi ra được audit program, được chưa ạ? Và audit program này có thể ra 50 thủ tục, 70 thủ tục, 80 thủ tục gì đó. Vậy thì lúc này tôi sẽ nhìn ra là từ đây tôi sẽ ước tính ra cái timeline, đúng không ạ, của cuộc kiểm toán là à, nhiều việc như thế thì tôi phải làm từ lúc nào đến lúc nào. Tôi nhìn ra cái kế hoạch staffing. Đúng không ạ? Và từ cái timeline của cái staffing này thì tôi mới nhìn thấy là đưa ra làm cái gọi là audit plan, nghĩa là cái kế hoạch cho cái cuộc kiểm toán đấy, ví dụ như là fieldwork từ ngày nào đến ngày nào, những ai đi fieldwork, được chưa? Vậy khi mà làm planning như này, làm audit program này, làm ra audit plan như này thì có một cái vấn đề, đấy là chúng ta sẽ phải có tất cả những cái này, tất cả những cái mình vừa mô tả thì nó được gọi là audit strategy, chiến lược kiểm toán. Nó giống như là đi đánh trận ý, thì phải có một cái chiến lược, đúng không ạ, là sẽ xử lý cái phần nào trước đấy, thì audit strategy làm cái gì trước, làm cái gì sau, phân công ai làm gì, tại sao lại phải respond như thế, tại sao phải làm thêm thủ tục như thế, đúng không ạ? Thì đấy là vậy, thì khi mà làm cái việc này nó có những cái lợi ích gì và tại sao mà audit planning lại quan trọng. Cái lợi ích đầu tiên ý, đấy là nó sẽ cho chúng ta cái mắt nhìn để chúng ta tập trung vào những cái chỗ nào mà rủi ro thôi. Vậy thì khi mà tôi tập trung vào những chỗ rủi ro cũng có nghĩa là tôi cover được những cái phần rủi ro nhất, thì những cái phần còn lại ấy, kể cả là tôi có không cover nó cũng không xảy ra sai sót trọng yếu, đúng không ạ? Thứ hai là tôi biết là nó rủi ro hoặc là tôi biết là nó khó thì tôi sẽ tập trung nhân sự của tôi ạ vào đấy, dạng cái con người ạ, tập trung vào đấy. Thứ ba là tôi biết là nó rủi ro, biết là nó khó thì tôi sẽ allocate đủ thời gian, hoặc là tôi biết là tôi phải làm thêm những cái thủ tục gì cần thiết, đúng không ạ, để có thể giảm thiểu cái audit risk đấy. Và cuối cùng mục đích của audit planning là để không có cái, nghĩa là có thể optimize được cái rủi ro kiểm toán, mà rủi ro kiểm toán đây mình hiểu là cái rủi ro mà tôi đưa ra ý kiến bị sai lệch so với cả cái hiện thực ở trên báo cáo, được chưa ạ? Vậy thì cái câu chuyện audit plan, các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta nói đến audit plan đây ạ, là làm cái gì, mục tiêu của audit plan là làm cái gì.
Đấy, thứ nhất là mình vừa nói xong devote to important areas, đúng không ạ? Thứ hai là thời gian để thực hiện. Thứ ba là được phân công công việc, đúng không ạ? Thứ tư là staffing. Thứ năm là có thể review ngay tại chỗ. Và thứ sáu là coordinate, đúng không ạ? Và thậm chí là nếu như tôi biết, sau khi mà tôi planning mà tôi biết là có những cái phần tôi phải mời chuyên gia, đây cũng là lúc mà tôi sẽ đưa ra luôn cái phần đó. Một cái điểm nữa mà mình muốn nói với các bạn là interim audit và final audit thì khác nhau như thế nào. Trong nhiều trường hợp ấy, thì các bạn sẽ nghe thấy cái từ là từ interim audit và final audit. Interim là gì ạ? Interim có nghĩa là kiểm toán giữa kỳ. Giữa kỳ có nghĩa là khi người ta chưa kết thúc năm tài chính thì chúng ta đã đến kiểm toán rồi. Tại sao chúng ta lại phải làm interim? Có hai lý do vì sao mà kiểm toán viên nên làm interim. Lý do thứ nhất là khi chúng ta cần phải thực hiện test of control. Mình nói lại cái phần này một tí nhé, đề phòng hôm nọ mọi người đã quên rồi. Mọi người nghe mình nói này. Khi tôi đã có một cái gọi là understanding, hôm nọ chúng ta đã nói là chúng ta tìm hiểu đúng không? Về internal control system đúng không ạ? Chúng ta học về internal control system, chúng ta học về 5 cái cube đúng không ạ? Đấy. Thì từ cái understanding này tôi mới đưa ra nhận định là internal control system effective or not, đúng không ạ? Nếu mà tôi đánh giá nó, tôi đánh giá ban đầu nhé, đánh giá sơ bộ nhé, preliminary risk assessment là internal control system là effective, thì tôi sẽ thực hiện test of control, đúng không ạ? Kết quả của test of control là hệ thống kiểm soát nội bộ của họ có hiệu quả hay không và có tồn tại hay không, được chưa? Nếu mà nó tồn tại và nó hiệu quả, nếu mà cái này là yes thì tôi mới làm tiếp substantive test. Nhưng nếu mà nó hiệu quả thì số lượng test substantive test của tôi là giảm xuống, được chưa? Trường hợp là no có nghĩa là hệ thống kiểm soát nội bộ mặc dù là tôi đánh giá là nó tương đối hiệu quả, nhưng khi tôi thiết kế các thủ tục kiểm soát cơ bản, thiết kế các thủ tục test of control thì nó lại ra một cái kết quả là không hiệu quả như thế. Nghĩa là nói thì như thế nhưng thực tế không phải, đúng không ạ? Thì lúc này tôi đánh giá là hệ thống kiểm soát nội bộ không tốt thì tôi lại phải thực hiện số lượng substantive test nhiều lên. Các bạn hiểu chưa ạ? Như vậy khi mà chúng ta nói với nhau từ lúc chúng ta hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ cho đến khi chúng ta thực hiện test of control ấy, là chúng ta đã có một lần nhận định rồi. Test of control là để xác minh lại liệu rằng chúng ta nhận định như thế là đúng hay sai. Và kết quả của test of control, mọi người nghe kỹ câu này này, kết quả của test of control chỉ ra được là hệ thống kiểm soát nội bộ có tồn tại và hiệu quả hay không. Nhớ nhé, kết quả của test of control không đưa ra được kết luận là số dư này đúng hay sai. Các bạn làm kiểm soát test of control của tài khoản tiền chẳng hạn, các bạn không thể nói được là số dư tiền cuối năm là đúng. Các bạn chỉ có thể nói rằng các khoản thanh toán của công ty thì làm đúng quy trình. Thế thôi. Ok chưa ạ? Vậy như thế, test of control ấy, nó đóng góp vào việc là quyết định số lượng của tài khoản, của cái giao dịch substantive test mà chúng ta sẽ làm. Vì vậy, test of control prefer là được làm khi mà người ta đang ongoing. Hay nói cách khác là trong năm tài chính ạ, thì nếu như có interim thì cái giai đoạn interim ạ, sẽ tập trung vào làm test of control. Bởi vì các bạn sẽ chọn mẫu, các bạn sẽ kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên cái hiện trạng người ta đang làm. Được chưa? Nói về test of control, có ai hiểu nhầm hay có cái gì câu hỏi gì với chị phần này không ạ? Hôm trước có Giang à, hay ai hỏi chị nhỉ?
Mọi người hiểu rõ rồi đúng không ạ? Tại sao làm interim? Đấy ạ, là bởi vì chúng ta cần làm test of control. Thứ hai ạ, là khi làm substantive test thì cũng có rất nhiều những cái giao dịch là kiểm tra chi tiết, thì chúng ta sẽ thực hiện ở thời điểm interim để nó giảm bớt cái số lượng test ở final audit. Đúng ạ? Cho nên là chúng ta có cái giai đoạn interim vì như vậy. Đấy ạ, mọi người nhìn thấy không ạ? Purpose of interim là carry out procedure that will be difficult to perform at the year. Và hai là focus on risk assessment, documenting and testing internal control. Thế không ạ? Documentation, thực ra là bây giờ documentation thì chúng ta chỉ cần học mỗi cái này thôi ạ, mỗi cái hình này thôi ạ. Giấy tờ làm việc của kiểm toán viên, mọi người nhớ hộ chị là giấy tờ làm việc của kiểm toán viên thuộc về kiểm toán viên, không ai có quyền lấy của kiểm toán viên cả. Không không khách hàng nào có quyền yêu cầu kiểm toán viên gửi giấy tờ làm việc cho khách hàng hết. Giấy tờ của kiểm toán viên được chia ra thành hai file, đấy là PAF là Permanent Audit File và CAF là Current Audit File. Trong đó Permanent Audit File là cái file mà lưu tất cả những cái giấy tờ lâu, nghĩa là hơn một năm. Ví dụ như là lưu những cái báo cáo của những năm trước, hay là lịch sử của khách hàng, hay là đăng ký kinh doanh của khách hàng, đấy, hay là các cái biên bản họp mà của hội đồng quản trị chẳng hạn, thì sẽ lưu ở PAF. CAF là lưu những cái giấy tờ làm việc mà chỉ liên quan đến số liệu của một năm nay thôi. Ví dụ như là giấy tờ làm việc của tôi recalculation, ví dụ như là recalculation cái khấu hao tài sản chẳng hạn, hay là tôi kiểm kê chẳng hạn, đấy ạ, thì nó sẽ nằm ở CAF. Ok chưa ạ? Và chúng ta có hai cái là PAF và CAF thôi ạ. Rồi ạ, một cái nữa hôm nay mình sẽ nói đến với nhau, và đây là phần chính của buổi học ngày hôm nay, đấy là mình nói với nhau về audit evidence. Nói đến audit evidence ạ, thì chúng ta đều biết rằng là đây ạ. À mọi người ơi, vừa nãy chị có gửi cho các bạn hai cái video, thì trong cái quyển sách này của trong cái quyển sách này của BBP ạ, thì chị không thấy cái phần đó nữa. Chị check lại với cả syllabus thì chị không thấy có sự thay đổi gì về syllabus cả. Nhưng mà trong sách của BP ấy, là người ta không hỏi đến internal control system của từng phần hành nữa. Thì chị cũng không biết làm sao, cho nên là chị tạm thời cứ gửi cho các bạn cứ đọc trước. Các bạn cứ nghe, nghe để biết là hệ thống kiểm soát nội bộ trên từng cái phần hành thì nó như thế nào. Nhưng cũng có thể là đã không còn thi nữa. Mà cho nên các bạn sẽ không phải lo lắng cái việc đấy, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nói đến audit Bằng chứng kiểm toán là gì? Khi mà người ta nói đến bằng chứng kiểm toán ấy, thì chúng ta nhìn thấy là có cái từ là sufficient and appropriate audit evidence. Có nghĩa là bằng chứng kiểm toán này là phải đúng và đủ. Đúng ở đây được hiểu là người ta nói đến đúng và đủ ở đây, người ta hiểu rằng là cần phải đảm bảo được cả cái tính đủ về mặt quantity và đúng về mặt quality. Được chưa? Thế thì ISA 500 Audit Evidence là chuẩn mực hướng dẫn là thế nào thì được gọi là sufficient and appropriate audit evidence. Sufficient ở đây là đủ, thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện sampling nhé. Chúng ta bao nhiêu là đủ? Ví dụ như mọi người, ví dụ như là chị phỏng vấn các bạn nhân viên vào công ty kiểm toán. Các bạn hay bảo là các bạn học khoa kiểm toán này nọ ra, chị hỏi là thế có thuộc định nghĩa chọn mẫu không, các bạn bảo có, thế đọc rất là chính xác định nghĩa chọn mẫu. Mình hỏi một câu đấy là thế bây giờ chúng ta đang có 100 khách hàng có số dư phải thu, câu hỏi là
em sẽ lấy mẫu bao nhiêu khách hàng để gửi thư xác nhận thì không biết. Đấy ạ. Vậy thì nếu như có 100 khách hàng có tài khoản phải thu, đúng không ạ? Vậy các bạn cần phải gửi thư, các bạn không thể gửi cả 100 khách hàng. Mà các bạn cứ làm bất cứ một cái thủ tục gì mà cover dưới 100% population thì chúng ta nói rằng chúng ta đang chọn mẫu, đúng không ạ? Như vậy, nếu như câu hỏi ở đây là tôi có 100 khách hàng và tôi gửi đi bao nhiêu thì các bạn phải tính được cái số lượng sample mà các bạn cần gửi đi, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào tính được? Đấy ạ, đấy mới là thể hiện cái tính sufficient. Chưa nói đến appropriate nhé, thì riêng cái câu chuyện sufficient thôi thì các bạn, mọi người nhắc chị nhé, trong tuần tới chị sẽ gửi cho các bạn một cái file Excel để mô phỏng cái chọn mẫu, để các bạn biết là chọn mẫu như thế nào thì gọi là sufficient. Sufficient thì nó sẽ nghĩa là số bao nhiêu là đủ, giống như chị vừa nói 100 nhá, thế bao nhiêu là đủ, số phụ thuộc vào nếu mà cái khách hàng đấy của chúng ta có hệ thống kiểm soát nội bộ tốt, đúng không? Chúng ta vẫn nói rằng là chúng ta dựa vào họ, đúng không ạ? Vậy thì nếu như khách hàng có hệ thống kiểm soát nội bộ tốt mà tháng nào mình cũng thấy họ đối chiếu số dư với khách hàng rồi thì chúng ta sẽ không cần phải kiểm tra nhiều, đúng không ạ? Chúng ta đánh giá là control risk ở đây là thấp, các khoản phải thu đã được theo dõi tương đối chi tiết rồi thì mình chỉ cần chọn mẫu để chúng ta kiểm tra khoảng độ từ 5 đến 10 khách hàng thôi. Nhưng nếu mà không phải là do risk assessment của các bạn mà nó là do cái materiality chẳng hạn, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy rằng là trong 100 khách hàng đấy thì có khoảng 10 khách hàng là số lượng là số tiền rất là lớn, còn lại 90 khách hàng nhỏ thì chắc chắn là các bạn sẽ phải chọn mẫu 10 khách hàng lớn rồi, đúng không? Hay là tiếp nữa là experience gained during previous audit chẳng hạn, thì các bạn sẽ biết rằng là trong cái kinh nghiệm năm ngoái tôi đi kiểm toán thì tôi phát hiện ra là cứ cái chi nhánh miền Trung ấy là hay bị sai lắm. Thế thì rõ ràng bây giờ tôi chọn mẫu, tôi sẽ chọn mẫu vào cái phần mà hay bị sai sót đấy, đúng không ạ? Đấy ạ. Thế thì bao nhiêu là đủ, nó được diễn tả là đấy là cái số lượng đủ evidence để support auditor's opinion để chúng ta không rơi vào tình cảnh là cái sampling risk, là cái rủi ro chọn mẫu ấy, là cái phần sai sót nó rơi vào cái khu vực mà chúng ta không chọn mẫu, đúng không ạ? Ngoài đủ ra thì audit evidence còn nói đến một cái nữa là chúng ta phải đúng nữa, appropriate. Appropriate ở đây ấy, thì ngoài cái tính relevant, relevant thì kế toán có đúng không, là cái tính liên quan, thì chúng ta còn phải đảm bảo cái tính reliability. Các bạn có năm cái rule của tính reliability mà các bạn ghi nhớ chị. Thứ nhất này, nếu mà các bạn thu thập bằng chứng kiểm toán thì bằng chứng kiểm toán do bên ngoài cung cấp sẽ đáng tin cậy hơn là khách hàng cung cấp. Đó là lý do vì sao mà các bạn phải gửi thư xác nhận. Vì các bạn tin rằng cái thông tin từ bên ngoài, từ khách hàng nhé, từ từ bên thứ ba gửi cho client của mình thì nó sẽ đáng tin cậy hơn là client tự cung cấp cho mình. Và vì thế nên khi chúng ta làm thủ tục thư xác nhận là kiểm toán viên với permission from the client, chúng ta directly send to the customer the client. Nhớ chưa? Bởi vì chúng ta biết rằng external is more reliable than internal. Thứ hai là chúng ta nói đến những cái ví dụ như vẫn là câu chuyện gửi thư xác nhận. Giả sử như các bạn biết là có 100 số dư phải thu, nhưng mà các bạn bảo khách hàng là bây giờ em cần chọn 10 cái, thì bây giờ nhờ chị chọn hộ em 10 cái được không ạ? Khách hàng sẽ nghĩ là sao ạ? Ồ, thế nếu mà tôi là người được chọn 10 cái số dư để gửi thư xác nhận thì tôi cứ gửi những cái người thân quen của tôi này gần đây này, đúng không ạ? Mà cái số chắc chắn đúng ấy, thế là kiểm toán viên không thể nào bắt bẻ được, đúng không ạ? Và vì thế tôi nói với các bạn rằng là evidence that generated by the auditor will be more reliable than the generated by the client. Nghĩa là nếu như do
kiểm toán viên tự chọn mẫu và thực hiện thì sẽ đáng tin cậy hơn là khách hàng đưa cho kiểm toán viên để thực hiện. Được chưa ạ? Cho nên ví dụ như chúng ta chọn mẫu chẳng hạn, chọn mẫu được gửi thư xác nhận chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn mẫu trên sổ, sau đó chúng ta đưa cái danh sách shortlist mà mình đã chọn. Sau đó khách hàng sẽ gửi thư đi, chứ chúng ta không bảo khách hàng là chọn mẫu cho em 10 cái. Đấy, kể với các bạn là khi mà mình đi làm kiểm toán ấy, có những cái tình huống là giao một cái phần hành ví dụ khá là đơn giản, những cái phần hành lương cho một bạn mới ra trường, thế là bạn ấy làm cũng rất ok, về review paper không có vấn đề gì cả. Nhưng mà sau đấy mấy tháng thì bọn mình có một cái job khác để quay lại đúng công ty đấy, và cái job của mình thì là tư vấn thuế, review phần thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế thì trong phần thuế thu nhập doanh nghiệp thì có phần lương đúng không ạ? Thế thì khách hàng mới bảo là họ không có hợp đồng lao động đầy đủ. Thế mình bảo mình mới nghĩ bụng là ô thế chết, thế sao trong cái lúc mà làm kiểm toán ấy thì vẫn lấy sample hợp đồng lao động mà. Thế mình mới hỏi khách hàng, hỏi kế toán trưởng ấy, là ô thế năm ngoái bọn em làm ở đây thì các bạn ấy lấy hợp đồng đủ hết thì là ở đâu? Thế là kế toán trưởng bảo à thì các bạn ấy bảo là em biết là chỉ có ba loại hợp đồng, là hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng dài hạn, hợp đồng thử việc. Mỗi loại hợp đồng cho em xin một cái mẫu, thế thì mình cứ lấy những cái mẫu mình có sẵn thôi. Các bạn thấy không ạ? Nếu như mà tôi hỏi khách hàng là chị ơi chị có 3 loại hợp đồng này thì cho em mỗi loại một mẫu ấy, thì tôi không bao giờ biết được một cái sự thật là họ không có đủ hợp đồng lao động cho mỗi nhân viên, đúng không ạ? Nhưng nếu mà tôi lấy ở trên bảng lương, tôi nhặt ra là tên anh Trần Văn B, chị Nguyễn Thị A này, tôi bảo lấy cho tôi 3 cái hợp đồng này thì sẽ lòi ra ngay là họ không hợp đồng, đúng không ạ? Đấy ạ. Cho nên là evidence mà generated by auditor thì sẽ more reliable than generated from the client, là vì như vậy. Hay là một cái rule thứ ba, đấy là trong cái trường hợp, trong cái công ty mà họ có hệ thống kiểm soát nội bộ đáng tin cậy thì số liệu của họ đáng tin cậy hơn. Cái này thì chắc chắn rồi, bởi vì họ có kiểm soát hàng ngày hoặc là hàng tuần, hàng tháng thì chắc chắn là đáng tin cậy hơn so với việc là không có gì cả. Thứ tư đấy là các cái bằng chứng ở dưới dạng viết ấy ạ, thì sẽ đáng tin cậy hơn là ở dưới văn nói, dạng văn nói. Có nhiều bạn gặp trường hợp này lắm ạ, nghĩa là đi phỏng vấn khách hàng đấy, một số bạn dụ Phương à đúng không, viết bài hay viết từ interview và chị phải gạch đi, các bạn có thể hỏi gọi là inquiry nhá, nhưng các bạn không interview nhá. Đó. Thì ví dụ như mình đi hỏi chẳng hạn, inquiry khách hàng, nhưng mà họ trả lời mình thì cũng trả lời miệng, có gì chứng minh là họ đã trả lời như thế đâu. Thế nếu như các bạn tin câu trả lời đấy và về các bạn đưa ra bút toán điều chỉnh, sau này họ trả lời là ơ có ai nói như thế đâu, tôi quên rồi, đúng không ạ? Vậy thì ở câu chuyện này thường bọn chị hay yêu cầu là khi mà đi khách hàng và phỏng vấn bằng miệng ấy, thì sau đấy phải ngay lập tức trong cùng buổi làm việc đấy mình phải summary và gửi lại cho họ để xác nhận bằng văn bản, bằng email, bởi vì là bằng chứng kiểm toán bằng văn bản thì mới đáng tin cậy. Cuối cùng đấy là các cái bản gốc ấy, thì bao giờ cũng đáng tin cậy hơn bản copy. Đó, đấy là lý do vì sao mà nếu như mà phải copy thì tôi sẽ lựa chọn là do kiểm toán viên đi copy chứ không phải do khách hàng đi copy hộ mình, đúng không ạ? Đấy là để đề phòng cái trường hợp như vừa nãy. Đó, thì năm cái rule về tính tin cậy để tính reliability, đúng không ạ? Để đảm bảo là chúng ta thu thập được một cái appropriate evidence. Các bạn nhớ cho mình thứ tự năm cái này nhé. Được chưa? Đây ạ, mình sẽ xem thử một cái bài.
À. Đã, thế mọi người đọc cho chị bài 154, mọi người có mấy phút để đọc cái đề bài này, bài 154 ạ. Đây, chị sẽ hướng dẫn các bạn làm một bài. Mọi người dở cho chị sách mọi xin lỗi. Mọi người dở cho chị sách bài tập nha, bài 154 ạ. Mọi người có 10 phút, mọi người gạch đầu dòng ra như cái gì các bạn đọc được. Nếu mà các bạn đã in sách ra rồi ạ thì mọi người có thể đánh luôn vào